Xin chuyển sang thông tin khác. Vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Viêm họng và ho, góc nhìn đa chuyên khoa với sự đồng hành của Redkit Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 600 bác sĩ, dược sĩ đã mang đến nhiều thông tin kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tai mũi họng. Đến với hội nghị lần này, tập đoàn Redkit kết hợp với Tổng hội Y học Việt Nam mong muốn đưa ra một cái thông điệp là nâng cao cái nhận thức về việc sử dụng kháng sinh đúng cách để giảm thiểu tối đa nhất về cái việc kháng sinh rất nghiêm trọng và phổ biến hiện nay. Đồng thời cũng cung cấp thêm những cái thông tin bổ ích và những cái phương pháp mới trong việc điều trị viêm họng và ho. Tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Thầy thuốc Nhân dân Trần Phan Trung Thủy, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính từ năm 2020 đến 2023, Việt Nam có khoảng 296.681 ca tử vong do đề kháng kháng sinh, xếp thứ 2 trong các quốc gia thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương và đứng thứ 11 thế giới về tiêu thụ kháng sinh. Và hai triệu chứng lạm dụng kháng sinh phổ biến nhất hiện nay là viêm họng và ho. Điều này đã góp phần làm gia tăng tình trạng đề kháng kháng sinh và là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu với tỷ lệ tử vong cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nước có đề kháng kháng sinh cao. Thì đây là một tình trạng báo động và Bộ Y tế đã có rất là nhiều chương trình hành động để giảm cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh này, bởi vì hậu quả của nó thì rất là lớn. Thì đến một ngày nào đó thì những cái kháng sinh không còn tác dụng đối với bệnh nhân nữa, và đặc biệt cái tỷ lệ mà đề kháng kháng sinh cao ở trong săn sóc đặc biệt là những cái trường hợp nặng, ngay cả những kháng sinh mới, thế hệ mới như các Cagnabenem, Tienam thì đã có tỷ lệ kháng sinh, đề kháng kháng sinh rất là cao trong săn sóc đặc biệt. Và đối với từng cá nhân thì có thể sử dụng cái kháng sinh đó trước có tác dụng, nhưng sau đó sử dụng lại khi mà bệnh tái phát thì không có tác dụng nữa và có thể dẫn tới tình trạng bệnh nặng hơn. Cũng tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dược sĩ Bùi Thị Hương Quỳnh, Phó trưởng khoa Dược Bệnh viện Thống Nhất nhận định tỷ lệ đề kháng kháng sinh trước và sau dịch COVID-19 nhìn chung đều cao. Trong khi có nhiều chủng đa kháng thuốc nhưng vẫn chưa có nhiều thuốc kháng sinh mới được nghiên cứu phát triển. Vì thế chỉ nên sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân có chẩn đoán nhiễm khuẩn và cần sử dụng kháng sinh đúng cách, đúng liều, đủ thời gian.